ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Sáng ngày hôm nay là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời đối với tất cả thiền sinh chúng ta của khóa tu Đi Giữa Gió Xuân. Khoảnh khắc được đồng hành thiền hành một đoạn và cùng sư ông và hát thiền ca tặng cho sư ông. Đấy là một hạnh phúc lớn lao ở khoảnh khắc này ngày hôm nay. Và sau khi rời cái sự khoảnh khắc đó, con trở về và có viết một bài thơ để gửi tặng tới sư ông làng Mai, gửi tặng tới tất cả quý thầy quý sư cô và cho cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay. Xin phép để chia sẻ và gửi tặng gửi đến sư ông và đại chúng ạ. Bài thơ có tên Đi Cùng Thầy cũng gần với bộ phim, tiêu đề bộ phim của chúng ta xem ngày hôm qua. Và mặt trời sáng nay bừng tỉnh sớm, những bông hoa đã nở trước đêm dài, cỏ lành ngọt sớm mai, dưới vòng lăng mang nụ cười yên lắng. Xòe tay đón người mùi cỏ đất, hạt thương yêu vô lượng kiếp xanh đầy. Thầy thở cùng tinh khôi, quay về và nương tựa. Gieo hiểu thương qua năm châu bốn bề, dù bão giông khép mắt hóa mây ngàn, rộng vòng tăng thân, thảnh thơi, vững trái. Hạnh phúc trong hiện tại, sự sống lên nhiệm màu, chuyển hóa mọi khổ đau, tình thương yêu đích thực. Con chắp tay đón nhận nguồn tình thức, như chim xanh ăn là khúc ca trời. Bụt an trú trong thầy, bụt ẩn mình trong con, từ phút ban sơ lời con khóc. Thầy đã đến, nắm tay đời gieo hạt, bụt trong con tỉnh giấc sáng từng ngày, gọi con trở về đây, gần bên thầy đón bình minh ý thức. Thầy đã đến khi chúng sinh lạc bước, thấu nhân gian ôm trọn mọi chúng loài. Đi cùng thầy chân nở rộ hoa mai, và hơi thở ngời nụ cười của bụt. Hôm nay con hạnh phúc, dưới bóng thầy bao dung, trái tim thầy Bồ Tát muôn kiếp nhịp hiểu thương. Bây giờ an trú ở đây, vững trái như núi xanh, thành thơi mây trắng, cửa hồ xinh mở rồi, tràng nhiên là bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra chúc lay, tâm không ràng buộc, yêu vào tháng ngày, tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày.